Dạ vâng, em A Ký xin kính chào các bác em Hoa Lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay A Ký lại có một số lan muốn chia sẻ tới các bác. Các bác xem video, các bác thích giả nào thì alo cho em với số điện thoại 0392 898 845. Sau đây em đi xin đi vào hình số 4, đó là hải đuôi công ạ. Đây, hải đuôi công nhé, đang có này. 1, 2, 3, 4, 5. Nang này. Đây vừa có này. Đây này. Đây này, 6 này. Sáu hai bảy rồi đấy, bảy sáu hai bảy cái ngọc hoa nhá, mèo hoa. Đây hoa này xa chịu bị nợ rồi này, chịu bị nợ rồi nha các bác ơi. Các bác hình số 4 ạ, 350k chọn to nhá, hải đuôi công, hải số 4, hình số 4 hải đuôi công 350k. Đây em cho các bác xem mà hoa của hải đuôi công này. Đây. Hải đuôi công chứ. Đây. Hải đuôi công nhá. Hải đuôi công ạ. Loại hải đuôi công này hoa bề nhá. Các bác chơi điển lọc đã khoảng tầm 2 tháng gì đấy cơ, hoa bề. Hình số tiếp theo, hình số bột, hình số 1 cũng 350.000. Hình số 1 này cũng là 350.000. Hình số 1 350.000 này có 1, 2, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 này, 8 cái mẻ hoa cơ. Đây này, hoa này, hoa này các bác này. Đây đây này. Đây đấy nhé. Đây, hơi khó gì một tí các bác thông cảm. Hoa to rồi, có hoa cũng to rồi nha các bạn, nhưng mà nó bé hơn cái chậu số 4 kia một tí, nhưng mà nó chưa bị to rồi. Hình số 1 hải đuôi công, hình số 1 hải đuôi công 350k, 350k nha, hải đuôi công ạ, 350k cho hình số 1. Ở đây các bác thích chậu nhỏ thì đây ạ. Hình số 5 hoa đây ạ. Một bông này. 1, 2, 3. 3 cái mèo hoa. Một cái này. Một cái này. Và 2 này. Đây này. 3 này. Hình số 5 150k hai đôi công. Hình số 5 ạ. Hai đôi công hình số 5 150k. Phi điệp vàng. Hình số 9. Phi điệp vàng hình số 9 này. 120k. Phi điệp vàng hình số 9. 120k. Phi điệp vàng hình số 9 ạ. 120k nhá. Cho hình số 9. Hải đuôi câu tiếp này, hình số 7. 150k. Đây là có 1 2 3 4
Đây. Hoa này. Đây đây này. Hoa này này, đây đây này, hoa ba rồi nha. Đây nữa. Trong này là 4 rồi. Hai đứa con. À, hình số 7 cũng là 150k. Giò này thì lá nó to hơn này, hoa nó to hơn này. Đây. Hoa nó to hơn, hoa nở ra bằng một bàn tay các bác ạ. Hình số 7 150k. Hình số 3 à 2 350k. Hình số 2 350k. Em đánh gồng hoa nha. 1 2 3 4 5 6 7 7 cái mèo hoa nữa này. Đây, to nhất rồi, hai cái này này. Hai cái này. Còn có một số cái đang bé bé. Đây. 7 hay 8 gì đấy rồi. Bữa đấy chưa thấy cây này. Đây nữa này. Đây. Hai đôi công hình số 2. À 350k. 350k này. Hai đôi công. Hải đôi câu kia này. Hình số 3. 300k. Hình số 3 cũng là 300k này. Có là 1, 2, 3, 4, 5. Hiện tại là có 5, 6 rồi, 7 rồi. 7 cái mèo hoa rồi đây. Chuẩn bị nợ nữa nha. Đây nữa này. Nợ mùng 2 tháng 9 là nó nợ này. Hai đứa công là mùng 2 tháng 9. Nợ đến mùng 2 tháng 9 đến tận 10 tháng 10 ở tháng 11 rồi đấy hay sao ấy. Hai đứa công đến tận tháng 9 đến tháng 10 tháng 11 rồi đấy. Hai đứa công nhá. Hoa bề, hai đứa công. Hình số 3 300.000. Hình số 3. Hai đứa công. 300.000. 300k. Phi điệp vàng hình số 8 này. 120.000 cho đi luôn. 120.000. Đang chuẩn bị đang có đây nụ này. Đấy, mấy cây này là nụ nha. Hai thân đều có nụ hết. Em gửi cho các bác là các bác nhận được là nó rụng lá thì không sao nhé, không sợ các bạn bởi vì nó rụng lá địa nơi hoa mà. Phi điệp vàng. Phi điệp vàng hình số 8, 150k. 150k. Hình số 6 này. Hình số 6 là một chậu to nha. Hình số 6, 300k. Phi điệp vàng. Hình số 6, 300k. Hình số 6, 300. Hình số 6, 300k. Các bác xem video. Nào các bác thích giỏ nào thì alo cho A Ký với số điện thoại 0392 898 845. Em xin kính chào các bác.